Hello, hello, chào mọi người, chào anh em nhá. Vậy là cái sự kiện mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 bắt đầu từ cuối tháng 8 cho đến hết ngày mùng 2 tháng 9 cũng sắp kết thúc rồi, còn một hai ngày nữa là kết thúc thôi. Không biết là anh em nào chưa nhận thì anh em đừng bỏ lỡ nhé anh em nhá. Chỉ trẻ còn một hai ngày thôi. Anh em đăng ký tài khoản mới của 68 ngày bài, sau đó vào phần hỗ trợ này, nhắn cho khách hàng để nhận 30k. 30k này không giới hạn vòng cược nha anh em nhé, không giới hạn rút luôn. Anh em chơi lên 30 triệu hay 300 triệu anh em rút thoải mái ngon lành luôn anh em nhé. Và tất cả những em thành viên mới là sẽ nhận được. Thành viên mới là sao? Là những cái nick mới. Anh em nào có nick rồi muốn nhận thì anh em tạo thêm nick mới để anh em nhận nhá. Ok chưa? Còn hôm nay thì tiếp tục vào ui hũ 6 tỷ anh em ơi. Hôm nay thì cầm 50 củ này vào săn hũ 6 tỷ này xem nào. Xem có săn được không anh em ạ? À? Tay này thì khả năng cao ra tài này. Mình chờ cầu đã anh em nhá. Tay này chờ cầu chạy đã, chờ chạy nốt cái cầu này xong mình mới bắt để xem thử nó ra tài hay xỉu nào. Ở đây thì mình đoán nó ra tài bởi vì form của nó đang 22 anh em ạ. À. Úi giời ơi, 622 ra xỉu 10 anh em ạ. À. Tiếng này mà đánh tài thì đúng là cay đỏ hết người luôn anh em ơi. Tiếng này mà đánh tài đúng cay đỏ hết người luôn. Là nặng 6 đạn 2 ra thêm con 2 nữa, cú ơi là cú luôn đấy chứ đúng không? Thế nào? 10. 10 bệt, 10 bệt. 10 gãy, 10 gãy á ra. 3 3 gãy một bệt à? Ừ, có nhỉ. Có lẽ nào cần một cái gật đầu 20m đi. 20m 500k đây anh em. Được chưa à? Đánh tiền kết đi. Vào cái phải bẻ anh em ạ. Ở đây thì anh em nhìn các cái form ở đây nhá. Một tài, một xỉu, hai tài, ba xỉu. Đấy, cầu 1 2 3. Đấy, bởi ở đây mình sẽ thu lại là 2 1 2 3 2 1. Đấy. Chúng ta phải tính toán nhanh như thế, đánh hình kim tự tháp anh em, đánh hình kim tự tháp này. Đấy có một nửa kim tự tháp rồi. Đấy. Bây giờ mình bắt nửa là còn lại nữa thôi, xem thử là có đúng hay không anh em nhé. Chúng ta tính toán là đơn giản, gọn lẹ và dễ hiểu như thế. Còn hút hay không thì cũng phải dựa vào may mắn nữa anh em ạ. À. Kiến thức kinh nghiệm nó là điều quan trọng, nhưng may mắn mà không có thì thôi, chấm hết luôn. Khá là đau cổ họng anh em ơi. Thời tiết thay đổi cũng như là thời tiết thay đổi, sức khỏe nó cũng đi xuống anh em ạ. Nhiều lúa quá nhưng mà đôi khi sức khỏe nó cũng không được tốt, để đi chơi đi hưởng thụ thì cũng ít anh em ơi. Nhờ dạo này cũng đi chơi đi hưởng thụ nhiều thành ra là cũng bị ảnh hưởng nên ốm đấy anh em. Đôi khi là cuộc sống nó thoải mái thế đấy, anh em chỉ cần gọi là kiếm được lúa dễ dàng thì anh em sẽ có một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng hơn những người khác. Nên là bây giờ mình chia sẻ cho anh em những cái cách chơi này để hy vọng rằng là anh em cũng sẽ kiếm được nhiều lúa như mình và cũng sẽ có cuộc sống thoải mái nhẹ nhõm như mình nha anh em nhé. Còn anh em quý mến mình ấy, anh em chỉ cần là thả tim phải like thôi, bỏ ra 3 giây ấn like ấn subscribe kênh nữa, chẳng mất gì của anh em cả, chỉ mất 3 giây thôi, vừa theo dõi video vừa ấn like ấn thả tim thì mình nghĩ là cũng đơn giản thôi đúng không? Còn anh em muốn nhận lộc từ mình nhá, muốn nhận lộc từ mình thì anh em chỉ cần là vào ở đường link ở dưới phần bình luận video này, mình có để link nhóm chat Telegram nhé. Cái nhóm đó là để anh em thảo luận về những phương pháp chơi này, để anh em chia sẻ kinh nghiệm với nhau này, cũng như là để lọc lá cho nhau nhé. Đấy, anh em nào ăn to thì anh em sẽ vào đó lọc, và cũng như là mình cũng sẽ thường xuyên lọc hàng ngày với anh em. Ở trong đó mình sẽ lọc cho anh em thua tha biết bát, hoặc là những anh em nào mà ăn to ăn lớn có thể xả lọc tán lọc cho anh em cho mọi người thì cũng có thể vào đó để tán lọc cho anh em mọi người nhé. Xem nào. Úi dồi. Nhiều chân đấy, sao lại nhiều chân thế được? Mình bảo bắt đấy, trời ơi mình bị ngáo anh em ơi. Ở đầu video mình đã nói với anh em rồi, mình bắt cầu là 1, 2, 3, 2, 1. Sao lại tên này mình lại đánh vào xỉu anh em? Ngơ, đúng là ngơ thật anh em ạ. À. Đúng với cái tiếng này phải đánh vào tài chứ, à, đánh vào xỉu cái tiếng đấy, ngơ thật tí chứ. Mình đã chia sẻ cho anh em ở đầu video rồi. Mình đã nói là bắt cầu 1, 2, 3, 2, 1 rồi. Ô, thế nào cái này này bị lag này. Bị lag anh em ạ. Đấy giời ơi, tí nữa nha anh em nha, tí nữa nha. Đấy mình thấy nó trừ lúa mà không lấy cộng ở đây là nó lag anh em ạ, chúng ta phải ở cân nhắc lại. Cái tiếng vừa rồi là mất 9-10 không ngoan là do mình ngáo thôi, mình mải nói chuyện với anh em quá hơi tập trung anh em ạ. Một máy thì chơi ở đây, một máy thì đặt quay ở trên này, thành ra là mình mải nhìn cái máy quay xem là nó như thế nào đây, thành ra là ngáo ngơ mất luôn 9 củ anh em ơi. Phí thế, phí của anh em ạ, tiếng đó là không trách được anh em ơi, do ngáo mà anh em. Do ngáo mất thì thôi đành chấp nhận, là biết thế nào được bây giờ. Sẽ nào. 21. Một gì đúng cầu kim tự tháp cho anh em, đúng cầu kim tự tháp mình phân tích cho anh em chưa? 1 2 3 2 1 chưa anh em? 1 2 3 2 1 mình đã đọc định vị được cái cầu này từ đầu video luôn, đến cuối video là mình đã định vị được. Đấy giờ anh em. 1 2 3 2 1 đúng cầu kim tự tháp chưa, nhọn mắt chưa? Úi giời ơi tính toán nó phải thế anh em ạ. À.
đi người ta mới gọi là bắt cầu nha em nhé, đi người ta mới gọi là phân tích cầu chứ không phải là ngồi ăn nói tà lưa tào lao mà có thể hút được lúa đâu, không có chuyện đó đâu các ông ạ. Đấy, đây là tôi định hướng là tôi xác định cái cầu luôn, có cái tiếng 9M kia là lỗi thật, 9M đây là tối mãi nói chuyện với anh em xong tôi đi đánh nhầm mà xỉu, cái đấy là lỗi tôi đấy, mất thì tôi phải chấp nhận thôi, do tôi ngu chứ không trách ai được. Nhưng mà tôi chia sẻ cho anh em cách đọc cầu phân tích cầu, anh em thấy nét chưa, chuẩn chưa, thấy nét thấy chuẩn thì nhớ là like nhiệt tình mạnh tay này anh em nhé. Đấy, tiếng này tôi đi nhẹ nhàng thôi, bây giờ tôi húp đậm húp to rồi, không có lý do gì tôi phải chơi to chơi lớn nữa cả. Đây tiếng đầu ăn 20M đây, 9M 20M đây. Đấy, còn những cái tiếng này nhá, là phiên trước tôi chơi này, ca trước tôi chơi này cũng húp khá khá, húp được đậm rồi, bây giờ thì tôi cũng cố gắng là chốt thêm một hai tay nữa, kiếm được thì kiếm, không kiếm được thì thôi, tôi không quan trọng nữa vì bây giờ tôi húp to rồi anh em, húp to rồi tôi nghỉ thừa sức nghỉ được rồi anh em ạ, không có lý do gì tôi phải gọi là tham lam nữa cả. Ôi giời, anh tài một nhá, tôi sẽ đi nốt cái tiếng năm cũ nó mà nghỉ nha anh em nhá, đi nốt tiếng năm cũ nó nghỉ này. Đấy, đúng mắt được của kim tự tháp nét luôn anh em ạ. Hơi hơi lờ, hơi tiếc cái quả chín cũ kia nhưng mà không sao anh em ơi, tiếng này đi năm cũ xỉu nhá, thắng thua gì cũng đôn keo nghỉ em nhá. Húp đậm rồi, húp to rồi, húp được 20-30M rồi, ngày anh em làm gì 300k, một tôi bỏ ra 10 phút tôi kiếm 20 củ khoai, 30 củ khoai như này, một tháng là tôi đã có gọi là 600 đến 900 củ rồi anh em, một con số mà nhiều anh em tưởng tượng không ra đâu, làm có chục năm có khi mới tiết kiệm được một ý, đừng có nói là tôi bỏ ra 10 phút anh em ạ. Đấy, 10 phút một ngày, một tháng 30 ngày gọi là cũng chỉ mất có đâu đó khoảng 300 phút thôi, 300 phút còn chưa đến là 4 tiếng cái đồng hồ các anh em ạ. Nhưng mà tôi không ngồi lâu, tính tôi là cứ đánh nhanh rút gọn anh em ạ, kiếm được đôn kèo được là nghỉ thôi chứ không gọi là tham lam làm gì, không gọi là dây dưa làm cái gì anh em nhé, cứ gọi là nhẹ nhàng đơn giản tình cảm kiếm lúa đốt túi là nghỉ thôi. Đấy, hy vọng rằng là anh em chiến cái bộ môn này thì cũng sẽ giữ cái đầu óc tỉnh táo là kiếm lúa kiếm thu nhập được nhanh gọn đơn giản như mình nhé anh em nhé. Anh em có phương pháp nào chơi hay thì cũng có thể chia sẻ lại cho mình để mình có thể học hỏi và tham khảo thêm ở dưới phần bình luận video này nhé em nhé. Úi giời, bỏ luôn đi em ạ, nhẹ nhàng kiếm 20 củ khoai bằng cái phương pháp chơi tính toán cầu và theo các dạng cầu kim tự tháp. Ok, chia sẻ này hy vọng là sẽ có ích với anh em với mọi người. Chúc anh em là may mắn thắng lớn và giữ gìn nhiều sức khỏe để có thể là tiếp tục chiến đấu và kiếm lúa ở môn tài xỉu nhá. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Chúc mọi người may mắn nhá.